thử cho bác xem cái phần gạt mưa tự động nhá. Đó, bây giờ ví thử chai nước đi. Đó, có nước là nó tự gạt luôn nhá. Được chưa? Rất là hay luôn. Đây là phần điện nhá. Đó, các bác nhìn chưa? Khi nổ máy lên đó, bật điện lên cái là nó sẽ liếc thôi nhá. Nó sẽ liếc theo góc lái luôn. Một mẫu xe phiên bản cao cấp với cái mức giá rẻ giật mình các bác nhá, cực kỳ rẻ luôn. Không ai nghĩ là con xe này chỉ có vài trăm triệu thôi các bác nhá. Xe còn rất là mới và đẹp luôn. Em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe nào đây. Các bác lần đầu xem video của em, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Một phiên bản cao cấp với cái mức giá chỉ có vài trăm triệu, còn đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác xem này. Đây là kiểu dạng quang nhá, chứ không phải là bị nhấp nháy đâu nhá. Đây các bác nhìn này. Nhìn ngoài trực tiếp thì nó không bị nhấp nháy đâu nhá, nhưng mà quay vào đây kiểu như là cái dạng quang nhá. Đây con xe quay gần là không bị này. Đó, được chưa? Tất cả cái dòng xe sang đều như vậy nhá. Nó xe nào cũng vậy hết ạ. Như các bác nhìn cái bóng này nhấp nháy không phải là bảo là đèn cháy đâu nhá, không phải đâu ạ. Cái dòng này nó vậy ạ. Dòng xe cao cấp nó vậy. Đây các bác nhìn này. Đó, rất là hay đúng không ạ? Sở vâng, mẫu xe được mang tên là Mercedes E300. Sản xuất năm 2011, đẳng cấp. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Form dáng dài này, các bác nhìn này, form dáng là rất là trường xe luôn. Trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại các bạn, hiện đại lắm. Tí em sẽ quay nội thất cho bác xem. Quá nhiều chức năng an toàn hiện đại luôn. Mà đi thì bao phê luôn ạ, đi sướng các bạn. Cái dòng E300 này đi rất là đẳng cấp. Đó, đi rất là sướng luôn, đi nó êm, nó đầm, nó chắc. Cách âm rất là tốt luôn. Đó, dòng B, dòng Mercedes thì lúc nào cũng là đẳng cấp rồi đúng không ạ? Mercedes thì lúc nào cũng đẳng cấp rồi, luôn luôn đi trước thời đại rồi, công nghệ hiện đại. Những cái dòng xe này thì luôn luôn đi trước thời đại, trước những cái mẫu xe Hàn và xe Nhật các nhá. Dòng xe này cũng rất là bền luôn. Ngập tràn công nghệ hiện đại, cảm biến trước sau đầy đủ luôn nhá. Cảm biến trước sau đầy đủ. Gạt mưa tự động. Đó, đèn này, đèn liếc này. Khi vào cua với cái tốc độ của nhá. Cứ có nghe cứ bắt cứ vào cua cái đèn nó liếc theo cái góc đánh lái nhá. Cảm biến đằng trước này và đằng sau đầy đủ luôn. Để em quay cho bác xem cái phần cốp đằng sau luôn nhá. Cốp đằng sau đây. Cốp đằng sau thì cũng mở bằng chìa khóa luôn này các bác này. Đây chìa khóa đây nhá, chủ xe rất là cẩn thận bọc cả cái phần chìa khóa này. Chìa khóa đã đẹp rồi đúng không ạ? Các bác ấn này. Đó. Mới không ạ? Nhựa này mới không ạ? Quá đẹp luôn. Các bác nhìn đẹp lắm. Xe nhìn rất là thích luôn, nó đẹp. Quá đẹp luôn. Mới các bạn, xe còn mới và đẹp. Đây, lốp dự phòng này. Bộ đồ nghề hình như hầu như còn chưa dùng này, mới. Tôn vỏ này các bạn nhìn này. Quá đẹp luôn. Vâng, sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành bên trong cho bác xem nhá. Trời toàn cảnh panorama nhá. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Và các bác nhìn đây, cái phần cửa sổ rất là to, hai cửa sổ luôn. Và rèm là rèm điện các nhá. Rèm điện luôn. Rồi, cứ để cho sáng các bạn. Rồi tiếp tục đây. Em ấn cái rèm lên, rèm điện này các bạn này, đằng sau này. Đó, lên rất là mượt luôn. Quá mượt luôn ạ. Và đây là phần nội thất các nhá. Các bác nhìn này. Toàn bộ đây nội thất là ghế da zin nguyên bản luôn. Hàng ghế đằng sau của cái dòng xe này nó rất là rộng luôn ạ. Các bác nhìn này, nó rộng không ạ? Quá rộng luôn đúng không ạ? Cái màu da xịn này nó rất là sang trọng luôn các nhá, rất là sang trọng luôn. Ngồi nó êm này. Và vẫn còn cái mùi thơm của một cái da nguyên bản này các nhá. Toàn bộ đây. Các bác nhìn này ạ. Táp ly này cũng zin này. Quá chất lượng luôn. Sàn 5D này. Đằng sau này.
có vùng điều hòa độc lập này các bác nhá, điều hòa độc lập luôn ạ, rất là đẳng cấp luôn. Các bác xem này, những cái phần vân gỗ này nó mới không ạ, nó quá đẹp luôn, rất là sang trọng luôn. Keo chỉ nhá, keo chỉ là zin cả xe. Nói chung là một cái mẫu xe còn đẹp với cái mức giá các bác không thể ngờ rằng nó còn rẻ như thế này. Màn hình này đầy đủ luôn này, các bác xem này, đây có cả đẻ đĩa này, đó, đĩa đầy đủ luôn ạ, đó, toàn bộ đây, rèm chắn nắng tự động bằng điện này, cảm biến đằng sau này, đó, phần đèn đây ạ, đèn đây, còn không, nếu mà bật đèn không sợ bị chói nhá, người bên này bật thì bên này sáng thôi, bên kia không sáng, rất là hay. Cửa sổ chơi toàn cảnh này, quá nhiều hiện đại, quá nhiều chức năng hiện đại an toàn luôn. Form dáng đẹp, với cái mức giá thực sự bác là quá rẻ thôi. Đây các bác xem, cánh cửa đây có rèm chắn nắng nhá, nội thất rất là rộng rãi và đẹp luôn. Dạ vâng, Mercedes E300 sản xuất năm 2011, số tự động, phiên bản cao cấp luôn. Toàn bộ đây có điều hòa này, đầy đủ này các nhá. Trang bị gương kính chỉnh điện này, túi khí vòng quanh xe, dòng này thì rất là nhiều túi khí rồi. Điều hòa tự động, chốt cửa tự động nhá. Điều hòa là 3 vùng điều hòa độc lập luôn. Điều hòa auto luôn đấy ạ. Toàn bộ đây đinh chốt bản lề này, tem mác nguyên bản này, rất là mới này. Ở ghế là có chế độ bơm lưng này. Bơm lưng đầy đủ nhá, ngồi rất là êm. Đây là phần chỉnh ghế điện này và nhớ ghế 3 vị trí đầy đủ luôn. Đây các bác xem này, ghế điện này. Đó, ghế điện nhá. Cái phần gối đầu nhá. Đó. Gối đầu cũng có thể chỉnh bằng điện được luôn. Rất là xịn sò và đẳng cấp luôn ạ. Cần số thì cần số vô lăng nhá, cần số trên vô lăng luôn. Rất là tiện ích. Đó, cân bằng điện tử đầy đủ luôn. Cảm biến đằng trước đây, coi nhá. Dòng này nếu mà để nói về cái độ an toàn rất là nhiều rồi, coi nhá, cực kỳ hiện đại rồi. Nó rất là nhiều option, coi nhá. Rất là nhiều option hiện đại. Các bác nhìn này, táp lô này. Đây là phần táp lô zin. Vân gỗ đẹp, sang trọng. Đây là cốp để đồ, còn rất là đẹp và mới. Đây cam hành trình đằng trước đây. Màn hình kết hợp âm thanh rất là hay này. Cảm biến trước sau này, kết hợp cả cam lùi này. Đó, một trong những mẫu xe phải nói là option thì nói chứ các bác là nó quá nhiều luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh này, rất là đẹp này. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đâm đụng, không ngập nước đâu nhá. Về cái chất lượng xe em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào nhá. Xe phải thực sự đẹp. Và đây ạ, toàn bộ đây keo chỉ này, có nhắc keo chỉ zin. Keo chỉ zin luôn đấy ạ. Bên này ghế điện đây, tất cả hoạt động rất là mượt mà luôn. Đèn là đèn auto luôn. Vô lăng chỉnh điện nhá, vô lăng chỉnh điện này. Đó, vô lăng chỉnh điện luôn. Có chế độ ga tự động nhá, nên là các bác đi đường cao tốc các bác cài chế độ ga tự động rất đi rất là sướng luôn. Toàn bộ đây những nút bấm này, nó còn mới các bạn, nó còn mới còn đẹp. Có chế độ Eco Sport và có chế độ thể thao luôn. Quay lại cho bác xem được nét hơn nhá. Những nút bấm này rất đẹp luôn. Và đây là da xịn của nhà máy nhá, những cái đường chỉ này khâu rất là tỉ mỉ này. Đó, nguyên bản của nhà máy luôn. Đây là phần đèn các nhá, phần đèn này. Đó, phần đèn đấy các nhá. Quá đẹp luôn.
với cái mức giá là rất là rẻ thôi các bác nhá, rất là rẻ thôi. Toàn bộ đây các bác xem này, có mới không ạ, có đẹp không ạ? Gương gập điện này, kính auto này, quá chất lượng. Em mời bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Máy con này thì lổ rất là êm luôn. Và đây là phần khoang máy này. Máy nó lổ êm đét luôn ạ, êm su luôn. Trên này còn lỉ nguyên bản nhá. Một mẫu xe còn đẹp với cái mức giá là 510 triệu. Vậy bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhé. Một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn lại bác video sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.